Trâm giới thiệu tới quý anh chị nhà mình xem cái mẫu xe Chevrolet Cruze. Chiếc này đời rất là cao nhá, đời 2015 luôn. Và hiện tại thì Cruze bên em đang có 3 chiếc, 2 chiếc đời 2014 và 1 chiếc 2015. Chính là chiếc này. Đấy, 2 chiếc 14 kia là một chiếc màu đen và một chiếc màu cũng là màu trắng như này luôn nhá. Bác nào đang quan tâm đến mẫu xe Cruze thì mời các bác qua cửa hàng bên em để được xem xe. Lasetti thì bên em cũng có một chiếc nhá, Lasetti SE, cái chiếc đang đứng ở xa xa kia đấy ạ. Thì hiện tại bên em bán thì đều là số sàn cả các bác nhá. Những xe Cruze này và Lasetti này đều là số sàn cả. Động cơ chỉ có 1.6 thôi. Vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Và với giá tiền tầm khoảng loanh quanh 300 triệu thì các bác có thể là mua được cái chiếc xe Cruze này rồi. Còn Lasetti kia thì Lasetti đây thì chỉ có giá là 230 35 triệu đồng thôi nhá. Bên em thì rất là nhiều xe loanh quanh tầm khoảng 200-300 triệu thì rất là nhiều. Bác nào mà đang có nhu cầu mua những dòng xe với tầm tiền như vậy thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng bên em để được xem xe và cảm nhận. Số 507 Lê Thanh Nghị rẽ vào bãi mới của bên em đấy ạ. Và số điện thoại để các bác nhà mình liên hệ là số 093-8586-307 các bác nhé. Các bác nhà mình hãy liên hệ theo số đó để được tư vấn thêm, cũng như là các bác nhà mình kết nối theo số đó để được biết thêm thông tin hình ảnh như là giấy tờ của xe nhé. Video này thì em sẽ quay các bác nhà mình xem chi tiết cái chiếc xe Chevrolet Cruze. Một chiếc xe màu trắng các bác nhá. Xe chạy rất là ít và còn rất là chất lượng luôn. Giá thành thì vô cùng hợp lý. Em sẽ quay các bác mình xem sơ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Chiếc xe này này các bác xem này. Rất là mới luôn nhá. Đấy, các bác mình hãy xem và cảm nhận nhá. Đấy, xe đời 2015 cơ mà, đúng không ạ? Xe chạy rất là ít cho nên là về chất lượng của xe thì rất là ok rồi. Đây các bác mình cùng đón xem nhé. Nội ngoại thất của xe đây. Nội thất của xe thì được trang bị tông màu chủ yếu là màu đen. Còn bên ngoài của xe thì các bác thấy là trang bị màu màu trắng đúng không? Trắng muốt luôn. Và màu này là màu zin của xe các bác nhé, chứ không phải là đổi màu từ màu khác sang đâu. Thì nhiều chiếc là thường thường người ta hay đổi từ cái màu khác sang, nhưng mà chiếc này của em là nó là màu trắng xịn luôn. Và ngay bây giờ thì em mời các bác nhà mình xem chi tiết cái chiếc xe Chevrolet Cruze của bên em. Em sẽ quay thật kỹ để các bác mình xem nhé. Chiếc xe này thì bên em cũng đã cho tháo biển và đang cho đi rút hồ sơ. Bác nào mà chốt được ngay chiếc xe này thì bên em sẽ rút hồ sơ trực tiếp vào tên các bác luôn. Còn thì các bác này mà chưa chốt được thì em sẽ rút trực tiếp vào tên của em. Và khi các bác nhà mình mua thì bên em sẽ làm công chứng sang tên cho các bác. Đây là lốp mà la răng của xe đây nhá. Lốp đẹp, la răng cũng rất là đẹp và còn rất là mới luôn. Và trên chiếc xe này thì bên em cũng đảm bảo bác luôn là xe không bị tai nạn. Chỉ quẹt nhẹ một số chỗ thôi nhá. Chứ còn thì về tai nạn đâm đụng ngập nước thì sẽ không có ở trên chiếc xe này của bên em. Rồi ok, bây giờ thì sẽ quay bác mình xem chi tiết từ dưới lên. Form dáng của xe thì rất là chuẩn rồi. Form dáng của xe và phần sườn của xe là không hề bị xô lệch gì các bác nhá. Các bác xem, rất là căng, rất là mọng luôn, không hề bị gợn sóng, bị lệch gì. Đây các bác xem này. Tất cả những đường chỉ của xe nó còn rất là khít. Qua tầm 5 năm sử dụng rồi thì chiếc xe này đã rẻ hơn rất là nhiều. Đây các bác biết là trước ngày xưa thì tầm tiền nó sẽ là gấp đôi, còn bây giờ thì rẻ được cả lửa rồi đúng không ạ? Có cái lẹp e-lock ở đây thì nó bị rơi rồi nhá, em sẽ cho lắp lại sau video. Chiếc này thì bên em cũng có hỗ trợ trả góp cho các bác nhà mình nhá. Nếu các bác nhà mình đang có nhu cầu mua mà lại chưa đủ tiền đấy ạ, bên em sẽ hỗ trợ trả góp. Đấy các bác xem này, đèn đóm, đèn trước, đèn sau xe rất là sáng luôn. Và còn rất là mới đúng không ạ? Chiếc xe này thì các bác nhà mình mua về là sẵn dùng thôi. Mua về là các bác nhà mình đi thôi nhá. Đổ xăng đi thôi chứ không phải là sửa sang, mất tiền vào đâu nữa đâu. Đấy. Ở dưới thì chiếc xe cũng đã được trang bị cảm biến lùi. Bây giờ em sẽ quay tới các bác xem lốt cái phần bên phụ đây. Các bác nhà mình hãy chú ý đón xem. Và các bác nhà mình thấy hứng chiếc xe này thì hãy gọi điện cho bên em để được tư vấn nhá.
mà em cũng nghĩ là các bác nhà mình xem và chốt nhanh, vì đây là một chiếc xe đẹp và cũng giá thành thì cũng rất là hợp lý luôn, đúng không ạ? Chỉ với tầm tiền lách quanh 300 triệu thôi. Em vẫn bán là hơn 300 triệu một tí, còn thì các bác nhà mình cứ đến xem thì sẽ có một cái giá ưu đãi nhất nhá. Giá em sẽ ghi một tiêu đề cụ thể luôn. Tất nhiên là những cái giá mà em đưa ra thì đều có sự lọc lá cho các bác nhà mình, chứ không phải là đăng giá nào mà bán cả ra đây đâu. Cho nên các bác nhà mình cứ alo để được chi tiết nhá. Đèn trước, đèn xe, đèn trước, đèn sau của xe đây, các bác xem này. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Cái chỗ này nó hơi bẩn nhá, cái chỗ này hơi bẩn này, đây chỗ này. Em sẽ cho vệ sinh ngay. Chiếc này của bên em thì cũng mới về thôi, cho nên là có một vài vị trí còn chưa dọn cơ. Nói chung là mới dở lức lã thôi nhá các bác nhá. Đăng kiểm thì cũng sắp hết rồi, bên em sẽ cho đi đăng kiểm ngay sau video. Lốp đây, các bác xem này. Lốp la răng. Sơn si sạch sẽ cả xe luôn các bác nhá. Đấy, và thân thân xe bên phụ đây, các bác xem này. Đấy, rất là căng luôn. Và ngay bây giờ thì em quay tới đến cái phần nội thất của xe để các bác mình cùng cùng ngắm nhá. Nội thất thì người rất là tươi và rất là mới luôn. Còn rất là mới luôn nhá. Bây giờ thì em bắt đầu quay vào bên trong nội thất của xe đây rồi. Thì các bác nhà mình cùng em đi chi tiết về chiếc xe này nhá. Để xem chiếc xe này có đáng để các bác nhà mình bỏ đồng tiền ra để mua không, và có đáng để các bác nhà mình đến xem xe không, đúng không ạ? Đây, em đang quay gần đây, các bác nhà mình cùng ngắm nhá. Đấy, tắp ly tắp nô của xe thì còn rất là tươi. Đây các bác xem này. Em đang quay tương đối là gần để cho các bác mình ngắm đây. À, cái phần này, những cái phần như con bu lông, cánh cửa của xe này chưa hề vặn vọ đúng không ạ? Và những con, đây các bác xem này, cái phần khóa cánh cửa này còn rất là sáng luôn, vẫn còn mờ mực của nhà máy luôn đúng không ạ? Và ốp inox bệ bước lên xuống này, chủ xe trước cũng đã được lắp vào rồi đúng không ạ? Những con màu mực ở những cái con ốc cánh cửa đây các bác xem này, vẫn còn rất là sáng. Ghế da thiết kế là màu đen các bác nhá. Đây, và vô lăng này, vô lăng rất đẹp luôn. Chiếc này được trang bị hai túi khí các bác nhá, bên phụ và bên lái. Bên lái thì được làm ở vô lăng. Đây. Đây, táp lô đây nhá. Hiện tại em đang quay tương đối là gần đấy ạ. Đây, vô lăng, củ số, phanh tay đây. Hệ thống điều hòa tự động vẫn sử dụng tốt hai chiều, nóng và lạnh nhá. Đây, âm thanh đây, âm thanh nghe thì rất là hay rồi. Đây, các bác nhà mình mua về có thể độ lên màn hình Android nhé. Lắp thêm một cái màn hình Android vào thì nó cũng chỉ hết có mấy triệu thôi. Bây giờ là những cái phần tiếp theo, cái cánh đằng sau. Đây, cánh đằng sau của chiếc xe đây. Đây, nội thất phần đồ nhựa của xe còn rất là tươi đúng không ạ? Còn rất là tươi luôn. Và âm thanh của cái chiếc xe này thì nghe cực hay luôn nhá, cực chất luôn. Đây các bác xem này, những cái đồ nhựa của nó còn rất là tươi luôn này, từ ngoài vào đến trong đúng không ạ? Các bác biết là đời 2015 đúng không ạ? Mà xe gia đình thì chắc chắn điều rằng là đi sẽ rất là ít rồi. Và đây là phần cuối của khoang xe nhá. Đấy, trần được bọc ni lông, ở trong vẫn là lỉ nguyên nhá, và còn rất là sáng luôn, rất là sáng và rất là đẹp luôn nhá. Và những cái phần tiếp theo mà em quay tới các bác xem là hai cánh bên phụ và thêm ở bên trong nội thất của xe. Các bác nhà mình đang quan tâm đến dòng xe Cruise thì các bác nhà mình hãy lưu ý là bên em đang có 4 chiếc đèn cơ. Em mời các bác nhà mình đến xem xe trực tiếp, chạy thử cảm nhận luôn nhé. Trước tiên thì các bác nhà mình hãy xem thật kỹ qua cái video của em đăng lên. Đấy, xe quá đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, có cái gioăng này lốp bị rách này, nhưng mà sau video này em sẽ cho đi thay luôn nhé.
Tại vì thay cái gioăng này nó cũng chỉ hết có mấy mấy trăm nghìn thôi. Hết mấy trăm nghìn một cái gioăng thôi nhá. Còn thì tất cả tổng thể những vấn đề khác, những cái phần khác và những vấn đề khác thì các bác thấy đúng không ạ? Còn rất là mới luôn. Đây những cái con Eku, những con bu lông được bắt ở cái phần cánh cửa đấy, các bác thấy là rất là sáng luôn đúng không ạ? Và ngay bây giờ đây thì em sẽ quay các bác mình nốt cái phần cánh bên phụ và thêm vào bên trong nội thất của xe. Thì các bác thấy đứng ở vị trí này có thể là nhìn thấy tổng thể cái phần táp lô của xe luôn đúng không ạ? Tiếp sẽ quay chi tiết nhá. Đầu tiên em sẽ quay chi tiết các bác mình xem cái cánh đằng trên của bên phụ này trước này. Đây, cánh đằng trên bên phụ đây nhá. Đây các bác thấy ạ. À, cái dòng này đấy thì các bác nhà mình biết là thường thường ấy là những cái phần này là hay bị mòn, đấy bị bạc màu đúng không ạ? À, nhưng mà chiếc xe này các bác thấy này, đấy, còn rất là đẹp luôn, còn rất là mới đúng không ạ? Đấy, khóa chìa khóa của xe đây, khóa khiển các bác nhá, đấy, khóa khiển vẫn là zin theo xe luôn. Ở cái phần vách cửa thì nó chỉ hơi bẩn thôi nhá, chứ còn thì rất là đẹp đấy ạ, tất cả còn nguyên zin, chưa hề làm lại ở vị trí này nhá. Đấy, và các bác thấy này, màu mực vẫn còn dính ở trên con ốc luôn đúng không? Chưa hề phai. Táp lô thì đã được phủ một cái tấm nỉ ở trên đây. Còn thì bây giờ em sẽ lật nó lên và quay các bác mình xem nhé. Đấy, lật lên em bỏ hẳn ra luôn. Đấy, táp lô các bác thấy rất là tươi luôn và còn rất là mới luôn đúng không ạ? Quay rất là gần và chi tiết cho các bác mình xem và cảm nhận. Đấy, còn đây là trần nhá, những cái tấm che nắng này còn nguyên vẹn luôn đúng không ạ? Đấy rồi, ok. Thì em Trong cũng đã quay và giới thiệu tới các bác mình xem chi tiết về chiếc xe Chevrolet Cruze này. Chevrolet Cruze 2015 số sàn, bản MT số sàn đúng không ạ? Động cơ 1.6 phun xăng điện tử đúng không ạ? À, quên còn cái phần khoang máy nữa đúng không ạ? Bây giờ còn cái phần khoang máy nữa em sẽ quay các bác mình xem nốt nhé. Em sẽ quay các bác mình xem chi tiết cái phần khoang máy của chiếc xe này. Đấy, máy rất đẹp luôn đúng không ạ? Máy rất là sáng và rất là đẹp luôn này. Phần da máy của xe còn rất là sáng và rất là tươi luôn. Đấy. Máy chất các bác nhá. Đấy rồi, ok. Riêng về máy của chiếc xe này thì các bác mình hoàn toàn yên tâm rồi. Đấy, máy số thì còn rất là ngon. Và trên chiếc xe này thì các bác mua về là sẵn dùng ngay thôi nhá, không phải làm gì nữa. Đấy, và vấn đề giấy tờ thì bên em cũng sẽ hỗ trợ cho các bác nhà mình luôn. Đấy, bao hồ sơ luôn nhé. Đấy, bao hồ sơ luôn. Đấy, vâng, ok. Và video này thì em sẽ làm tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video lần sau và những chiếc xe tiếp theo.